Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 194. Sự thay đổi khí hậu và việc tu hành của chúng ta. Trước hết, chúng ta phải cứu tinh cầu này để có thể lưu lại được. Đó là trước nhất. Và rồi chúng ta sẽ nghĩ đến chỗ của riêng mình. Theo diễn tiến như vậy, nếu họ không sửa chữa trong vòng 4-5 năm nữa là xong, không còn gì nữa. Thật sự khẩn cấp như vậy, bởi vì thời gian không còn dài. Thời gian 4-5 năm rất ngắn, chỉ như chớp mắt thôi. Trọng điểm là chúng ta quảng bá tin lành trên truyền hình Vô Thượng Sư. Thứ hai, chúng ta phải thiền rất nhiều, được giây nào thiền giây đó, được phút nào thiền phút đó, và làm bất cứ điều gì có thể để cứu vãn hành tinh. Chẳng hạn như đi ra ngoài phát tờ lối sống mới và bảo người ta ăn chay, bảo người ta trồng cây, bớt dùng điện nước, vân vân. Nhưng như vậy cũng không được bao nhiêu, chính quyền phải làm điều gì đó. Họ phải ngưng lại hết. Dù sao tôi đã làm hết sức mình và chúng ta đã làm hết sức mình. Tôi thấy tiếc vì nhân loại đã bị dẫn sai đường. Như tôi đã nói, họ không thật sự biết. Nếu không ai dạy thì làm sao họ biết được? Rồi một người mù dắt một người mù khác, rồi họ cùng rơi xuống hố mà cũng không biết. Cho nên, tôi cảm thấy rất tiếc và đó là điều duy nhất khiến tôi tiếp tục làm việc, bất kể tất cả những thất vọng, những buồn phiền, những ngược đãi họ đối với tôi, những áp lực tôi chịu đựng mấy năm nay và đủ loại bất công. Điều duy nhất mà tôi tiếp tục làm là bởi vì tôi thấy quá tiếc cho mọi người rằng họ đã không được chỉ dạy. Họ thật sự đã bị dẫn sai đường, nghiêm trọng, trầm trọng. Và rồi một khi bắt đầu theo hướng đó, rất khó để quay đầu lại. Hơn nữa, không ai thậm chí bảo họ quay đầu lại. Dưới lòng biển có nhiều khí độc, nếu băng giá tại những cực đều tan hết và nước biển ấm lên, khí sẽ từ biển thoát ra và chúng ta sẽ bị ngộ độc bởi khí từ biển đó. Khỏi cần nói về lục lọi hay khí hậu bị nóng, không gì cả. Nếu mặt biển nóng, khí sẽ thoát ra. Nó ở yên dưới đó bây giờ là vì ở đó đang lạnh. Nhưng nếu nước biển quá ấm, rất có thể là khí sẽ thoát ra. Ý tôi là rất nhiều hơi độc, đủ giết hết mọi người. Chúng ta sẽ chết đơn giản và nhanh chóng. Đừng lo, không đau đớn gì. Chết vì hơi độc không đau đớn. Còn tốt hơn là chết vì lý do gì khác như là bị lũ lụt hoặc chết từ từ do khí hậu nóng cháy. Khí hậu đang ấm lên nhanh hơn tiên đoán, vấn đề là vậy. Bởi vì một khi vật gì đó ấm, nó làm vật khác ấm theo. Cho nên nếu biển ấm sẽ làm tan băng đá. Khi băng đá còn đó, nó phản chiếu sức nóng, cho nên biển ít ấm hơn. Nhưng bây giờ, biển đã ấm lên đủ để làm tan băng đá, cho nên không còn gì để phản chiếu sức nóng, do đó biển càng ấm lên hơn. Cho nên, đó là tại sao họ không thể tính toán chính xác được, và nó cứ ấm lên nhanh hơn họ nghĩ. Cho nên, trong trường hợp đó, nếu chính quyền hay mọi người không làm gì hết, vậy là xong. Sự việc là như vậy. Rất hợp lý, không cần phải là khoa học gia mới biết và không cần phải tin tôi. Bởi vì băng đá phản chiếu ánh nắng mặt trời, gửi trả nó vào không gian. Nhưng băng đá bây giờ đang tan nhanh quá, đến nỗi không còn đủ để phản chiếu. Và bởi vì biển đã ấm rồi, và vì biển ấm nó làm tan băng đá, và vì băng đá tan, biển càng ấm lên hơn. Đây là một chu trình. Không cần phân tích xa hơn thế nữa. Chúng ta đã được cảnh báo lâu rồi. Nếu quý vị xem bài thuyết pháp ở Tăng Gia Ba, 10 hay 15 năm trước, tôi đã cảnh báo họ rằng chúng ta phải thay đổi cách sống của mình, bằng không sẽ quá trễ. Hoặc trước đó nữa, tôi luôn luôn nói về việc rừng cây bị phá hủy trên hành tinh chúng ta, việc ăn thịt và những điều đó đóng góp rất nhiều vào việc làm hư hại địa cầu chúng ta. Họ nghe rồi về nhà làm y như cũ. Tôi còn làm gì khác bây giờ? Nhiều lúc tôi đã sẵn sàng bỏ cuộc.
Nhưng không sao, chúng ta cứ tiếp tục, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu chúng ta có thể cứu vãn hành tinh, thì chúng ta cứu vãn hành tinh. Nếu không cứu vãn được hành tinh, thì là không được. Chỉ có hai lựa chọn, đúng không? Rất đơn giản. Các khoa học gia nói nhiều điều. Họ bây giờ đang lắng nghe, nhưng tôi chỉ hy vọng họ làm cho nhanh, vậy thôi. Chỉ cần ra hành động, họ đều biết mọi điều rồi. Tất cả chính phủ trên thế giới bây giờ thật sự xem trọng chuyện này. Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố điều đó, và Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cố gắng cắt bớt mọi thứ. Tôi chỉ lo là hành động có thể quá chậm. Tôi chỉ nói vậy để quý vị thiền nhiều hơn, trong trường hợp nó xảy ra. Nhưng nếu quý vị thiền thêm, có lẽ sự việc sẽ thay đổi và nó có thể không xảy ra. Nếu là như vậy cũng tốt, ít nhất quý vị có thêm lực lượng thiền định, đâu có hại gì. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị Bế Quan Giáng Sinh Ba Lê Pháp Quốc vào ngày 23 tháng 12 năm 2007, nguyên văn tiếng Anh. Sư phụ khai thị, đúng với ngôi vị chúa tể của vạn vật. Tôi hy vọng một ngày nào đó nhân loại sẽ tỉnh thức. Chúng ta phải biết rằng thú vật cũng giống như mình. Chúng ta đều giống nhau, chỉ là hình dáng khác nhau. Chúng chỉ là những loài hoa khác, nhưng chúng ta đều là bông hoa. Còn gì đơn giản hơn thế nữa? Tuy nhiên, thật khó ghi sâu vào lòng người. Và tôi mừng là quý vị tin tôi. Và tôi mừng rằng quý vị đang theo lối sống thương yêu. Sống và để cho kẻ khác sống. Những người hành động từ vô minh, dĩ nhiên chúng ta không lên án họ. Nhưng tôi thật sự cảm thấy thương hại cho những thú vật, cũng như những người giết chúng, bởi vì trong tương lai, nghiệp chướng sẽ trở lại với họ. Thật vậy, mà vương muốn rằng mỗi mảnh tạo vật của ông ta phải được đền trả nhiều hơn gấp bội. Quý vị không thể chỉ trả tiền cho một miếng thịt bò trên địa cầu, ăn nó, rồi nghĩ rằng như vậy là chấm dứt, hoặc như vậy là sòng phẳng. Không, không phải. Giáo chủ của nhân quả không muốn tiền của vị. Ông ta muốn thân xác của vị. Ăn miếng trả miếng, ở trong thế giới của ảo tưởng. Trong thế giới vật chất, chỉ có thể như vậy, ăn miếng trả miếng, không có từ bi tha thứ và không có gì có thể hối lộ giáo chủ của nhân quả. Ông ta không nhận hối lộ, không hề. Dù quý vị cho ông cả thế giới, ông cũng không cần, hoặc cả tam giới, ông cũng không cần. Vì công việc của ông là như vậy. Ông thích kiểm điểm người ta. Ông thích xem ai làm việc xấu. Ông thậm chí dụ dỗ họ làm việc xấu để xem quý vị mạnh đến đâu, xem quý vị cao thượng đến đâu và quý vị có bao nhiêu lực lượng trong tâm để chống lại sự cám dỗ. Thương láng giềng có nghĩa là mọi sinh vật. Làm hại chúng sinh khác là tội nặng nhất có thể phạm. Vì vậy, nếu những người đã được tôi dạy dỗ cẩn thận, đừng sát sinh và đừng ăn thịt, mà họ vẫn ra ngoài làm những việc này, tôi không muốn biết về những người này. Nếu trước đây quý vị không biết và vi phạm thì không sao. Mọi người làm điều đó, thế giới ép quý vị làm điều đó. Thậm chí cha mẹ cũng ép quý vị làm những chuyện khi quý vị còn nhỏ và quý vị không biết tốt hơn. Nhưng nếu quý vị đã biết điều này không đúng mà vẫn tiếp tục làm chỉ vì không quên được khẩu vị của mình, chỉ là sự hy sinh nhỏ bé, rất nhỏ. Cho dù quý vị vẫn muốn ăn thịt, điều này chỉ là sự hy sinh rất nhỏ, nhất là khi chúng ta có rất nhiều thức ăn chay ngon miệng trong thế giới thực vật. Thậm chí bất kỳ tôn giáo nào cũng nói đó là thực phẩm cho chúng ta, nhưng không ai muốn đọc trang này, không bao nhiêu người muốn nghe điều này. Thương láng giềng bao gồm cả thú vật. Nếu chúng ta không thể thương thú vật, thì sẽ không còn láng giềng để chúng ta thương. Láng giềng bao gồm tất cả chúng sinh. Chúa Giê-xu không nói rằng hãy thương láng giềng đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ. Ngài nói hãy thương láng giềng mình. Ai là láng giềng của mình? Tất cả. Tất cả bao gồm con người, thú vật, chó, mèo, chim muông, vịt và ngỗng, hoang dại hoặc
đã thuần hóa. Thử tưởng tượng trong giây lát, nếu quý vị là một con vật sống giữa những con người như vậy, mỗi ngày chúng ta đều lo sợ bị mất mạng. Quý vị có thể tưởng tượng cuộc sống mà chúng ta ép chúng phải chịu không? Giả sử con người phải sống với những sinh vật khổng lồ khác, luôn luôn bị họ giết làm thịt, từng người một, quý vị sẽ cảm thấy ra sao? Bất lực và đau khổ phải không? Thật đau khổ, thật khiếp sợ. Đối với thú vật cũng vậy. Chúng không làm hại gì chúng ta, nhưng ngược lại chúng ta bắt chúng phải chịu đủ loại đau khổ. Một số thú vật thậm chí còn làm việc giúp đỡ chúng ta, rồi cuối cùng chúng ta vẫn giết chúng ăn thịt. Không nói tiếng cảm ơn, không gì cả. Thậm chí chúng cũng không có được cái chết an lành, cao quý. Chúng ta giết chúng để ăn thịt, không thương xót, không hối hận, thậm chí cũng không nghĩ rằng mình không bao giờ nên làm vậy, thậm chí cũng không nghĩ gì cả. Chúng ta chỉ làm vậy giống như là chuyện tự nhiên và chúng ta gọi mình là con người, là thông minh, là chúa tể của vạn vật. Loại chúa tể gì như vậy? Trong thế giới chúng ta, nếu chúng ta giết ai, việc này gọi là sát nhân. Chúng ta phải vào tù, và vân vân. Nhưng chúng ta giết hàng tỷ, hàng triệu tỷ, hàng tỷ tỷ thú vật mỗi ngày, và không ai bỏ chúng ta vào tù. Thật đáng ngạc nhiên phải không? Và những thú vật này thật yếu đuối. Chúng rất sợ phải sống với chúng ta, chúng lo sợ mỗi ngày. Làm sao có thể có một thế giới như vậy? Làm sao chúng ta có thể biến mình thành những sinh vật đáng sợ, độc ác, bị tất cả những sinh vật khác khiếp sợ? Chúng ta thống trị mọi sinh vật khác trên toàn thế giới, đôi khi chúng ta chiếm đoạt chỗ ở của chúng và khiến chúng lo sợ bị mất mạng mỗi ngày. Ngay cả những anh chị em, con người của mình, chúng ta cũng khiến họ khiếp sợ bằng quyền lực, bằng súng đạn, bằng vũ khí nguyên tử, bằng hình phạt kinh tế, bằng đủ mọi cách. Chúng ta gây sợ hãi cho nhau. Làm sao chúng ta có thể gọi mình là chúa tể của vạn vật? Điều này tôi không chắc. Tôi không biết chúng ta có xứng đáng với ngôi vị chúa tể của vạn vật không. Tôi không biết ai sẽ phong cho chúng ta ngôi vị này. Tất cả các anh chị em của chúng ta đều sợ hãi chúng ta, và mỗi ngày chúng ta giết họ ở nơi nào đó trên tinh cầu bằng nhiều cách, không những chỉ bằng súng hay dao, mà còn bằng cách hiếp đáp, đàn áp tâm linh, tạo áp lực tinh thần và đau khổ thể xác. Chúng ta đối xử với lẫn nhau như vậy, ngày qua ngày. Làm sao chúng ta có thể tự xưng mình là con người văn minh và chúa tể của vạn vật? Muốn trở thành vĩ đại, đơn giản, đừng hại kẻ khác. Vào năm mới này, mọi người trên thế giới nên nghĩ lại chương trình hay chiều hướng nên sống đời mình và về mục tiêu cao thượng thật sự mà họ nên đạt đến trong đời, trong khi vẫn còn thời giờ để sửa đổi. Là một con người cao thượng thật đơn giản, không cần một vị thánh mới làm được, không cần là một người xuất gia hay một người thánh thiện. Cứ để yên cho thú vật, chúng ta chỉ cần làm bấy nhiêu. Là chúng ta cao thượng ngay lập tức, tất cả những thú vật sẽ ca ngợi quý vị trong tâm chúng và sẽ cầu nguyện cho quý vị. Tuổi thọ của quý vị sẽ dài hơn, hạnh phúc sẽ tăng gấp bội, sức khỏe sẽ được bảo đảm hơn, tình thương sẽ phát triển vô bờ bến và quý vị sẽ trở thành một chúng sinh vĩ đại rồi. Không cần đến sư phụ Thanh Hải, không cần thọ tâm ấn, chưa cần đến những việc này. Chỉ cần đừng đụng đến thịt, rồi quý vị thật sự có thể thành Phật, hay tối thiểu là đạt đến cảnh giới thứ ba. Đức Phật chỉ có ý nói như vậy khi Ngài nói, buông dao đồ tể, lập tức thành Phật. Thật sự là vậy. Nếu quý vị không sát hại hay không ăn thịt thú vật, quý vị thật sự có thể lập tức đạt đến đẳng cấp thứ ba, trình độ thấp nhưng vẫn là cảnh giới thứ ba. Chắc chắn là vậy. Nhưng không, có bao nhiêu người làm vậy? Có bao nhiêu người có thể hy sinh chỉ một chút khẩu vị để trở thành một chúng sinh cao thượng, trở thành một người bác ái, xứng đáng là chúa tể của vạn vật?
Rồi tôi cũng không cần phải đi giảng pháp, tôi không cần phải làm điều gì nữa. Thế giới tự nhiên sẽ khá hơn nhiều, thú vật sẽ được hạnh phúc, nhân loại sẽ được thăng hoa và bệnh viện sẽ ít hơn. Sẽ không còn tranh chấp, bởi vì mọi người qua lối dinh dưỡng trường chay thuần chay sẽ có đủ thực phẩm để tự nuôi sống mình. Cả tinh cầu sẽ có đủ thực phẩm cho mỗi một người trên hành tinh mà không phí tổn gì cả. Nếu chúng ta chỉ ăn chay, thì tài sản trên hành tinh tự nhiên sẽ được chia sẻ đồng đều và sẽ không còn nạn đói. Thật sự là vậy. Nhưng có bao nhiêu người muốn làm điều cao thượng này? Thức tỉnh phẩm chất cao thượng bên trong. Tôi chỉ hy vọng năm mới này, người trên tinh cầu cũng sẽ rất thông minh, sẽ quán tưởng bên trong nhiều hơn và thật sự thấy được bên trong họ muốn gì, không bị mù quáng bởi những cám dỗ bên ngoài và những ảnh hưởng của lực lượng phủ định. Họ nên kiên cường, cao thượng và nhìn vào bên trong để thấy những gì trong lòng mình và điều gì trái tim thật sự muốn nói với họ. Vì nếu họ nhìn, họ sẽ thấy. Gõ và cửa sẽ mở. Cho nên, tôi hy vọng họ thật sự nhìn. Bởi vì nếu họ nhìn, họ sẽ thấy rằng họ là một con người cao thượng hay một chúng sinh cao quý và phẩm chất cao quý này không cho phép chúng ta giết và ăn thịt một sinh vật vô tội mà thậm chí cũng không bằng kích thước với mình. Một số lớn hơn và chúng ta cũng hiếp đáp chúng. Thậm chí cá dưới biển, chúng không làm hại ai. Chúng bơi lội trong thế giới riêng rồi chúng ta câu chúng lên, giết và ăn thịt chúng. Hoặc là những thú vật trên không trung, chúng đang bay trên đó, không làm hại ai, không làm điều gì sai. Rồi chúng ta bắn chúng rớt xuống và ăn thịt chúng. Và những thú vật trong rừng già hay rừng cây, chúng cũng không làm phiền ai, không làm điều gì đó có hại. Tuy nhiên, chúng ta cũng vào đó săn chúng, giết và ăn thịt chúng. Quý vị có nghĩ như vậy là cao thượng không? Bất cứ người nào cũng biết như vậy là không cao thượng, phải không? Làm sao cao thượng được khi một người với tất cả lực lượng và trí thông minh đi giết một sinh vật yếu đuối nhỏ bé và không thể tự vệ? Vậy là cao thượng như thế nào? Ngay cả tại Trung Quốc và Âu Lạc Việt Nam, luật của võ thuật là không đánh hay giết người ngã ngựa. Nếu người đó đã ngã xuống, chúng ta nói đừng giết họ. Như vậy, đối với một sinh vật nhỏ bé hơn thì sao? Chúng đã khiếp sợ và tê liệt khi thấy bóng người. Làm sao chúng ta không có cảm giác từ bi hay thương hại và để cho nó sống? Làm sao một con người mà không có cảm giác từ bi trong tim khi thấy con vật đang sợ hãi chạy trốn cho mạng sống, van xin tha mạng sống? Thật không thể tưởng tượng. Trong năm mới, có lẽ chúng ta cầu gì được nấy. Vậy hãy cầu nguyện rằng những điều này sẽ không xảy ra nữa và nhân loại, tất cả mọi người sẽ thức tỉnh ý định cao thượng bên trong tâm họ trước khi họ được sinh ra hay lúc mới sinh ra và vẫn còn cao thượng, tinh khiết và anh hùng. Hãy hy vọng rằng nhân loại sẽ thức tỉnh bên trong họ những phẩm chất cao đẳng hơn, khiến chúng ta được xem là chúa tể của vạn vật. Hãy để họ thức tỉnh những phẩm chất cao đẳng hơn này. Rồi tất cả chúng ta sẽ ở thiên đàng. Thật vậy, nếu không còn giết chóc, tinh cầu này sẽ trở thành thiên đàng. Đại chúng vỗ tay. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Thiền Ngũ Quốc tế vào ngày 22 tháng 2 năm 2007 tại Tây Hồ Miêu Lý, Formosa. Bản tin số 194.